Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 30. Thông thiên giới chính là một trong 8 thế giới cao cấp nhất trong vô số những thế giới trung cấp. Ở thế giới tu hành, ngoại trừ những thế giới cao cấp ra thì 8 thế giới trung cấp kia được xem là mạnh nhất. Trong 8 thế giới trung cấp kia, thông thiên giới được xếp vào top 3, cường giả nhiều như mây, đứng đầu ở đó là 7 đại cổ tộc. 7 cổ tộc này đều là những thế lực có truyền thừa hàng vạn năm, gốc rễ thâm sâu, vô cùng mạnh mẽ. Tộc Thác Bạt là một trong 7 tộc, hiện tại trong gia tộc này lại vô cùng náo nhiệt, bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc lớn. Bữa tiệc này là để ăn mừng thiếu tộc chủ Thác Bạt trở thành một thành viên của Viêm Tông. Viêm Tông là tông môn của thế giới cao cấp, khủng bố hơn rất nhiều so với bất cứ thế lực nào ở thế giới trung cấp, thiếu tộc trưởng của Thác Bạt được Viêm Tông chọn có thể xem như một chuyện vô cùng lớn ở thông thiên giới. Vậy nên hôm nay tộc Thác Bạt đã tổ chức bữa tiệc, người của 6 cổ tộc kia và những thế lực có mặt mũi ở thông thiên giới đều đã tới, thậm chí các thế lực đỉnh cấp của thế giới trung cấp khác cũng cho người chúc mừng. Tộc Thác Bạt muốn dựa vào bữa tiệc này để uy vọng và địa vị của mình được lớn mạnh, bởi vậy bữa tiệc này được tổ chức vô cùng long trọng. Lúc này, bên trong tộc Thác Bạt đông đúc người, đâu đâu cũng có thể gặp người của các thế lực, thấp nhất cũng là hợp đạo cảnh, chưa tới được hợp đạo cảnh thì không có tư cách xuất hiện ở đây. Rất nhanh, bữa tiệc đã chật kín người, tộc trưởng 6 cổ tộc và người đứng đầu của những thế lực lớn ở thông thiên giới đều lần lượt có mặt. Thác Bạt Thông là tộc trưởng tộc Thác Bạt không đích thân đón tiếp mà phái những trưởng lão trong tộc đi. Thác Bạt Tông cũng tự cao tự đại thật, vậy mà chỉ phái mấy trưởng lão tới đón tiếp chúng ta. Tộc trưởng tộc Mộ Thiên hừ lạnh nói. Con trai người ta bây giờ đã là đệ tử của tông môn thế giới cấp cao rồi, đương nhiên phải ra vẻ ta đây. Một vị trưởng tộc khác tộc Huyền tộc cười đáp. Thiên phú của cái tên Thác Bạt Hằng kia cũng chỉ có vậy, cũng không biết sao Viêm Tông lại coi trọng hắn ta nữa, vậy mà còn thu làm đệ tử. Tộc trưởng của những cổ tộc khác đang bàn luận, ánh mắt đều lộ rõ vẻ hâm mộ. Đối với những đế lực ở thế giới trung cấp này mà nói, nếu như có thể móc nối quan hệ với thế lực ở thế giới cao cấp, vậy thì sức ảnh hưởng và địa vị của bọn họ sẽ được tăng cao. Chỉ là họ không có được may mắn như vậy mà thôi. Được rồi, vào trong thôi, nghe nói lần này người của Viêm Tông cũng quay lại, tới lúc đó xem có cơ hội nào tiến cử. Thiên tài của các tộc chúng ta hay không? Đâu cũng được người của Viêm Tông xem trọng. Tộc trưởng Huyền tộc lên tiếng, những tộc trưởng khác cũng gật đầu tán thành. Lần này bọn họ đều dẫn theo những thiên tài mạnh nhất trong tộc mình tới, tất cả đều là những ứng cử viên xuất sắc đứng sau top 500 ở bảng thiên tài, ai cũng muốn dựa vào cơ hội này, xem có thể được Viêm Tông để ý hay không. Trong số đó, người mến mộ nữ hoàng băng tuyết ở Long Cấm Hách Liên Thiên cũng tới, gia tộc của hẳn ta cũng là một trong 7 cổ tộc, nhưng chỉ xếp cuối cùng. Nửa tiếng sau, toàn bộ địa điểm tổ chức tiệc đã chật cứng, thậm chí có nhiều người đang đứng. Người của Viêm Tông tới. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn đã thu hút tất cả sự chú ý của người trong gia tộc Thác Bạt, bọn họ lần lượt đứng dậy hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng bọn họ đều trở nên căng thẳng. Viêm Tông chính là tông môn của thế giới cao cấp, hơn nữa địa vị của bọn họ cũng không thấp, đối với bọn họ mà nói, gặp được người của Viêm Tông giống như gặp thần linh. Tâm trạng đương nhiên sẽ lo lắng không yên. Phút phút phút. Lúc này, Thác Bạt Thông dẫn theo Thác Bạt Hãng và đám thái thượng trưởng lão của tộc Thác Bạt xuất hiện, bọn họ đi về phía cửa để tiếp đón Viêm Tông. Không chờ bọn họ nghênh đón, một đoàn người đã đi thẳng vào, dẫn đầu là một chàng trai khí vũ hiên ngang với mái tóc nửa đầu màu đỏ sẫm, trên người mặc một bộ áo khoác dài, đôi mắt có chút hiêu dị, khiến cho không ít thiếu nữ chỉ cần liếc mắt một cái đã tim thình thịch, sa vào trong đó. Hơn nữa sau lưng chàng trai còn có một người đàn ông nhìn giống như tùy tùng và 4 người đàn ông trung niên, thực lực của 4 người kia đều vô cùng khủng bố mang tư thế chấn áp tất cả người có mặt ở đây. Tại hạ tộc trưởng tộc Thác Bạt Thông bái kiến các vị Viêm Tông. Thác Bạt Thông ôm quyền khom người, thái độ cực kỳ cung kính. Thác Bạt Hằng và những tộc trưởng khác, đám người thái thượng trưởng lão cũng cúi đầu, khom người kính cẩn, ngay cả người của những thế lực khác cũng im lặng cúi đầu, không dám thở mạnh. Không phải khách sáo như vậy, ta là đệ tử ngoại môn của Viêm Tông Nghiêm Kiêu, lần này phụng lệnh tới đây đưa Thác Bạt Hằng về tông môn. Chàng trai kia thản nhiên đáp, giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo. Với thân phận là đệ tử ngoại môn của Viêm Tông, cho dù thực không phải là mạnh nhất ở đây nhưng cũng đủ cho hắn xưng vương xưng bá. Nghiêm công tử hạ giá tới tộc Thác Bạt là vinh hạnh của chúng ta. Hôm nay ta đặc biệt tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng con trai được gia nhập Viêm Tông.
chi bằng Nghiêm công tử uống vài ly, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về. Thác Bạt Thông nhìn Nghiêm Kiêu nói. Được. Nghiêm Kiêu gật đầu. Sau đó Thác Bạt Thông mời Nghiêm Kiêu lên ghế chủ tọa để hắn ngồi đó, ông ta đưa con trai và những người khác ngồi ở một bên. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham gia bữa tiệc này, chúc mừng con trai ta may mắn được gia nhập Viêm Tông. Ta xin được cảm ơn mọi người ở đây. Thác Bạt Thông cầm ly rượu, nhìn quanh mọi người, nói một câu rồi trực tiếp uống cạn. Ông ta nhìn sang Thác Bạt Hằng, Hằng Nhi, con cũng lấy rượu kính Nghiêm công tử và chư vị đi. Dạ. Thác Bạt Hằng gật đầu, hẳn vẫy tay thị nữ ở bên cạnh, một thị nữ cúi đầu bưng rượu đi tới. Thị nữ này có mái tóc bạc trắng rất bắt mắt, rất nhanh cô ấy đã tới trước mặt Thác Bạt Hằng, hắn thấy mái tóc trắng của thị nữ thì sững sờ, cô. Lúc này, cô thị nữ kia đã ngẩng đầu lộ ra vẻ biểu cảm như băng, gương mặt ngập tràn sát ý, người này chính là Đường Sở Sở. Phút, trong nháy mắt, vẻ mặt Thác Bạt Hằng lập tức thay đổi, đôi mắt trừng lớn, hắn ta bị dọa tới mức suýt chút nữa hồn vía cũng bay mất, hắn muốn há miệng gọi lớn nhưng Đường Sở Sở hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó, cô ném rượu trong tay, một thanh kiếm xuất hiện đâm thẳng vào ngực Thác Bạt Hằng. Lúc này, Đường Sở Sở không hề nương tay. Cô dùng toàn lực đâm Thác Bạt Hằng với sát ý điên cuồng, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt đều ngây ra, bọn họ không kịp phản ứng. Khốn kiếp, dừng tay. Ngay sau đó, vẻ mặt Thác Bạt Thông ở bên cạnh thay đổi, ông ta hô lên nhưng không kịp ngăn cản. Trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, theo bản năng Thác Bạt Hằng đã dốc chân nguyên của toàn bộ cơ thể để hình thành lá chắn bảo hộ ngăn chặn kiếm của Đường Sở Sở, đồng thời vung linh kiếm chém về phía cô. Răng rắc. Chỉ trong chớp mắt, kiếm của Đường Sở Sở đã đâm xuyên qua lớp bảo vệ kia, hai thanh kiếm va chạm nhau, kết quả linh kiếm trong tay Thác Bạt Hằng bị chém gãy. Lúc này, kiếm của Đường Sở Sở ẩn chứa sát ý vô tận, giống như một lưỡi hái tử thần mang thế lực không thể nào chống đỡ hỏng lấy đi tính mạng của Thác Bạt Hằng. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Thác Bạt Hằng bộc phát hình thành lớp bảo vệ muốn ngăn cản đòn tấn công của đối phương, nhưng khi đối mặt với nhát đâm của Đường Sở Sở, thứ gọi là huyết mạch bảo hộ cũng không chịu nổi một đòn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây đồng hồ, lá chắn phòng ngự, linh kiếm, huyết mạch bảo hộ của Thác Bạt Hằng lần lượt bị phá hủy mà thanh kiếm kia đã tới ngực hắn, sắp đâm xuyên thủng. Không! Thác Bạt Hằng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, hắn ta không can tâm. Khó khăn lắm hẳn mới trở thành đệ tử Viêm Tông, rất nhanh thôi hắn sẽ bước trên đỉnh cao của cuộc đời, kết quả cứ như vậy mà chết, sao có thể can tâm cho được. Phút. Ngay ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, khi tất cả mọi người đều cho rằng Thác Bạt Hằng chắc chắn sẽ chết, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta, hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Đường Sở Sở. Chỉ dùng hai ngón tay đã khiến cho thanh kiếm ẩn chứa sát ý vô tận của Đường Sở Sở không thể di chuyển. Lúc này, thanh kiếm kia đã ấn trước ngực Thác Bạt Hằng, thậm chí da thịt hắn ta đã bị xuyên rỉ máu, chỉ cần thêm 1 cm nữa thôi thì sẽ xuyên thấu ngực, giết chết hắn. Nhưng khoảng cách 1 cm này giống như một vực sâu, không thể vượt qua. Đường Sở Sở híp mắt, cô cố gắng dùng hết sức muốn thoát khỏi hai ngón tay này nhưng không làm được. Lúc này, Thác Bạt Thông cũng ra tay, ông ta kéo con trai mình về phía sau để hẳn thoát khỏi kiếp nạn chí mạng này. Phù phù phù. Sau khi thoát khỏi cái chết trong gang tấc, Thác Bạt Hằng sụi lơ trên mặt đất, hắn ta thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi, cả người bị dọa cho mất 3 hồn 7 vía. Lúc này người trong bữa tiệc mới kịp hoàn hồn, bọn họ hít sâu một hơi, trong lòng đầy khiếp sợ, không ngờ Thác Bạt Hằng lại được người khác cứu. Ánh mắt bọn họ nhìn về chủ nhân hai ngón tay đang kẹp lấy kiếm Đường Sở Sở, ai nấy đều giật mình. Người này chính là đệ tử ngoại môn của Viêm Tông Nghiêm Kiêu. Lúc này Nghiêm Kiêu đang kẹp lấy mũi kiếm của Đường Sở Sở, hắn nhìn cô với dáng vẻ tươi cười đầy yêu dị, người đẹp như vậy, sao lại ra tay tàn nhẫn vậy? Sát ý nồng đậm thế này. Quả thật là không nên. Đường Sở Sở nhìn chằm chằm Nghiêm Kiêu, trong lòng đầy vẻ không can tâm. Chỉ một chút nữa thôi, suýt nữa cô đã có thể giết chết được Thác Bạt Hằng, nhưng không ngờ lại thất bại. Tâm trạng căm giận, không cam lòng, cỗ sức mạnh tà ác trong cơ thể Đường Sở Sở nhanh chóng bộc phát, lý trí còn sót lại của cô nhanh chóng bị cắn nuốt. Chết! Giọng nói của Đường Sở Sở lạnh đến thấu xương, bên trong cơ thể trào ra một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trực tiếp tách hai ngón tay của Nghiêm Kiêu rồi đâm về phía hắn. Lúc này, Đường Sở Sở đã hoàn toàn mất đi lý trí, trên người cô tản ra sát khí ngút trời, giống như đao phủ đã nhập mét. Nghiêm Kiêu ra tay ngăn chặn đòn tấn công của Đường Sở Sở,
cơ thể của hắn bị đối phương đẩy lui về phía sau. Cô ta nhập ma rồi. Ma tính và sát khí mạnh thật, rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà lại có ma tính mạnh như vậy? Lúc này, những cường giả kia nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Sở Sở, ai nấy đều mang theo biểu cảm khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ gặp ai nhập ma mà điên cuồng như vậy, cô gái này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ thật sự. Con đĩ, đi chết đi. Lúc này, Thác Bạt Thông gầm lên, hai mắt ông ta nhìn chăm chăm Đường Sở Sở như muốn ăn tươi nuốt sống, trên người tản ra một cỗ uy thế khủng bố, vượt qua cả lĩnh vực. Cảnh đạt tới nguyên thần cảnh. Thác Bạt Thông đánh một trường ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của ông ta về phía Đường Sở Sở, rõ ràng ông ta muốn lấy mạng cô, dù sao gì vừa rồi suýt chút nữa cô đã giết chết con trai của ông ta, sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này được. Vậy nên hôm nay người phụ nữ này bắt buộc phải chết. Nếu như cô ta không chết thì mặt mũi tộc Thác Bạt sẽ mất sạch. Lúc này, đòn tấn công của Thác Bạt Thông va chạm với kiếm trong tay Đường Sở Sở truyền ra tiếng nổ vang dội. Răng rắc. Giây sau, kiếm trong tay Đường Sở Sở xuất hiện vết nứt, cơ thể cô bị đánh bay ra ngoài đập trên nền đất phun ra máu, gương mặt trở nên trắng bệch, nhưng sát khí trên cơ thể vẫn không ngừng phóng ra. Con người Đường Sở Sở đã hoàn toàn mất đi ý thức và thần trí. Cô bị sát khí và sát ý trong cơ thể khống chế. Đi chết đi. Thác Bạt Thông gầm lên với gương mặt dữ tợn, ông ta xông về phía Đường Sở Sở để đưa cô vào chỗ chết. Lúc này, Nghiêm Kiêu đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Nghe Nghiêm Kiêu nói, Thác Bạt Thông dừng bước, ông ta nhìn về phía đối phương nói, Nghiêm công tử, sao vậy? Người phụ nữ này trông xinh đẹp thế kia, giết cô ta như vậy thì quả là đáng tiếc. Nghiêm Kiêu nhìn Đường Sở Sở với ánh mắt không đứng đắn, vẻ mặt Thác Bạt Thông thay đổi, Nghiêm công tử, người phụ nữ này điên rồi, cô ta đã hoàn toàn nhập ma, nếu không chết sợ là sẽ điên cuồng chém giết, lúc đó thì hậu quả sẽ rất lớn. Không sao, tôi có thể kiểm soát ma tính của cô ta, người phụ nữ xinh đẹp thế này, chết như vậy thì quá đáng tiếc, để bản thiếu dùng cũng không tệ. Nghiêm Kiêu thản nhiên nói, Nghiêm công tử, cô ta đã mất lý trí rồi. Nếu muốn khống chế cho cậu sử dụng sợ là rất khó. Thác Bạt Thông tiếp tục nói. Tôi có thể biến cô ta thành con rối, như vậy thì cô ta sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời bản thiếu, còn có thể để bản thiếu hưởng thụ. Nghiêm Kiêu nở nụ cười tà mị, ánh mắt yêu dị nhìn chằm chằm Đường Sở Sở. Hai người các ông đi bắt lấy cô ta, bản thiếu sẽ khiến cô ta trở thành một con rối, mặc cho ta sai khiến. Lúc này, Nghiêm Kiêu lạnh lùng nhìn về phía hai người đàn ông trung niên đi theo hẳn. Rõ. Hai người gật đầu rồi đi về phía Đường Sở Sở. Khi bọn họ tới cạnh Đường Sở Sở, cô vẫn điên cuồng ra tay, sát ý không ngừng tản ra nhưng lại bị hai người này trấn áp. Này người đẹp, đừng có vùng vẫy nữa, rất nhanh thôi cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nghiêm Kiêu cười lạnh nhìn Đường Sở Sở, hắn đi về phía cô muốn ra tay với đối phương. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp tộc Thác Bạt, đông tới người phụ nữ của ta, chết. Đụng đến người phụ nữ của ta, chết. Một tiếng quát lạnh băng vô tình vang vọng khắp Thác Bạt gia tộc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, không gian bên cạnh Đường Sở Sở nổ tung, một luồng kiếm mang đỏ rực bắn ra từ trong không gian kia, lao về phía Nghiêm Kiêu. Một kiếm này đằng đằng sát khí giống như thanh kiếm đến từ địa ngục, làm người sợ hãi. Nghiêm Kiêu biến sắc, hẳn ta cảm nhận được một sự chết chóc mãnh liệt, lùi về sau, hai cường giả Viêm Tông đang trấn áp. Đường Sở Sở cùng ra tay chặn lại một kiếm này. Một tiếng gầm rú vang lên, năng lượng khủng bố tràn ra phá hủy mọi thứ thành bột mịn, khách khứa ở đây đều lui về sau. Hai vị cường giả Viêm Tông ra tay đánh nát kiếm mang đỏ rực này, nhưng bọn họ bị chấn động liên tục lùi về sai. Phụt! Hai người run lên, hộc máu. Lúc này Đường Sở Sở đã không bị áp chế nữa, sát khí trong cơ thể lại điên cuồng bùng lên, cả người bắt đầu tiến vào trạng thái điên cuồng. Đang định giết chóc thì một âm thanh run rẩy vang lên, Sở Sở. Diệp Phàm xuất hiện bên cạnh Đường Sở Sở, nắm lấy tay cô. Sát khí đang bùng nổ của Đường Sở Sở dừng lại, trong mắt mất đi sự tỉnh táo của cô có chút thay đổi. Mặc dù lý trí của cô bị sát khí cắn nuốt, nhưng sự xuất hiện của Diệp Phàm vẫn tạo thành sự ảnh hưởng cho cô, điều này có thể thấy được sự quan trọng của Diệp Phàm trong lòng của Đường Sở Sở. Diệp Phàm nhìn bộ dáng thê thảm điên cuồng này của Đường Sở Sở. Nhìn mái tóc bạc trắng của đối phương, trong lòng vô cùng đau đớn. Sở Sở, xin lỗi, anh Tiểu Phàm đến chậm. Diệp Phàm cực kỳ áy náy, vì hắn mà Đường Sở Sở đã trả giá rất nhiều.
Nghe vậy Đường Sở Sở bắt đầu giấy giụa, nhưng sát khí trong cơ thể vẫn tản ra, thậm chí còn tràn ra hơi thở chết lặng giống như người chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy linh hồn của Sở Sở sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một ma quỷ chỉ biết giết. Diệp Phàm dùng ngân châm đâm vào chín huyệt đạo của Đường Sở Sở để phong bế kinh mạch trong cơ thể, ngăn cản sát khí tiếp tục bùng nổ, làm thân thể này không bị sát khí ăn mòn nữa. Nhưng muốn để Đường Sở Sở khôi phục lại bình thường thì sẽ không dễ dàng. Nhập ma thì dễ nhưng muốn khôi phục lại như người bình thường thì rất khó. Là mày, mày đã bình thường lại rồi. Thác Bạt Hằng khiếp sợ nói. Thác Bạt Thông lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Thằng nhãi này chui từ đâu ra vậy? Những người khác nhìn thấy Diệp Phàm thì vô cùng tò mò. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Thác Bạt với con ngươi đỏ đậm, sát ý không ngừng tăng vọt. Hắn còn nhớ rất rõ hình ảnh Thác Bạt Hằng tra tấn hẳn, hôm nay Diệp Phàm phải báo thù. Hôm nay ngươi phải chết. Diệp Phàm chỉ kiếm tu la vào Thác Bạt Hằng. Ngươi, hôm nay cũng phải chết. Còn có ngươi, các ngươi, đều phải chết. Sau đó Diệp Phàm cầm kiếm chỉ về phía Thác Bạt Thông, Nghiêm Kiêu và thuộc hạ bên người hẳn ta, gằn từng câu từng chữ giống như Diêm Vương đang đọc lệnh. Những lời này của Diệp Phàm lạnh đến mức khiến người khác rùng mình. Ha ha! Nghe vậy Nghiêm Kiêu bật cười, Thác Bạt Hằng lạnh lùng quát, nhãi danh, mày càng ngày càng ngông cuồng, hôm nay mày đang đứng trong địa bàn của Thác Bạt gia tộc, tao muốn xem mày giết tao kiểu gì. Mày không giết chết tao, hôm nay tao sẽ giết chết mày, không chỉ mày còn có con tiện nhân bên cạnh mày, tao cũng sẽ khiến cô ta nhận chết sỉ nhục, sống không bằng chết. Thác Bạt Hằng kêu gào. Những lời này của hắn ta làm lửa giận của Diệp Phàm tăng vọt, hình thành lĩnh vực khủng bố bao phủ toàn bộ tộc Thác Bạt. Lĩnh vực. Không ngờ hắn đã bước vào lĩnh vực cảnh. Thiên phú rất mạnh, nhìn tuổi của hắn, với thực lực này đủ để đứng vào top 500 của bảng yêu nghiệt. Sao trước kia chưa từng nhìn thấy hắn? Mọi người đều vô cùng khiếp sợ trước lĩnh vực của Diệp Phàm. Thác Bạt Thông uy nghiêm quát, không ngờ một con kiến đến từ thế giới cấp thấp lại tiến bộ nhanh như vậy, còn lĩnh ngộ được cả lĩnh vực, xem ra ta đã xem thường ngươi. Nhưng lĩnh vực cảnh còn không có tư cách kiêu ngạo ở tộc Thác Bạt. Hôm nay ngươi sẽ không giết được ai cả. Dứt lời trên người Thác Bạt Thông tản ra một luồng uy áp khủng bố, uy áp này không chỉ trấn áp thân thể, nó còn trấn áp cả linh hồn. Lúc này đa số mọi người đang run rẩy, linh hồn rùng mình, bị đè ép quỳ rạp xuống đất, nghĩ thầm, thì ra đây là uy áp của nguyên thần sao? Đạt đến nguyên thần cảnh thì có thể thúc giục uy áp nguyên thần, chỉ cần linh hồn chưa lột xác thành nguyên thần chỉ không chịu nổi uy áp này. Thực lực của Thác Bạt Thông đạt đến nguyên thần cảnh thất trọng, uy áp của nguyên thần cực kỳ đáng sợ, cường giả cùng cấp bậc cũng khó cản nổi. Nhưng uy áp nguyên thần của ông ta lại không có tác dụng với Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm kiếm bước từng bước về phía Thác Bạt Thông, không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thấy Diệp Phàm không hề bị uy áp ảnh hưởng, Thác Bạt Thông biến sắc, nghĩ thầm chẳng lẽ người này cũng bước vào nguyên thần cảnh. Chuyện này không có khả năng. Trong số những người trẻ tuổi, có thể bước vào nguyên thần cảnh thì chỉ có các thiên kiêu đứng trước top 200 mới làm được. Những thiên kiêu đó đều là thiên chỉ kiêu tử đến từ hoàng triều, thánh địa, tông môn đỉnh cấp của thế giới cấp cao. Mà Diệp Phàm chỉ là một thằng nhãi đến từ thế giới cấp thấp, sao lại có được thiên phủ bước vào nguyên thần cảnh chứ? Chết! Sau khi nhận ra Diệp Phàm không đơn giản, Thác Bạt Thông không hề do dự, chém về phía Diệp Phàm. Phiên thiên trưởng. Thác Bạt Thông điều động linh khí thiên địa, thi triển trưởng pháp linh kỹ cường đại, hình thành một trường ẩn che trời như muốn điên đảo trời đất, đổ ập xuống người Diệp Phàm. Giết! Diệp Phàm thúc giục lĩnh vực đến mức tận cùng, sát ý vô tận hội tụ trong kiếm tu la. Hẳn thi triển bí thuật tu la chạm trong lục đạo phán quyết. Ầm ầm ầm. Sáu đạo lĩnh vực kết hợp với tu la chạm, cộng thêm uy lực kiếm tu la, một kiếm này xé rách trời cao, bẻ gãy nghiền nát phiên thiên trưởng ấn, chém về phía Thác Bạt Thông. Thác Bạt Thông biến sắc, ông ta thi triển ẩn, chân nguyên bùng nổ, hình thành một tấm chắn phòng ngự ngăn cản một kiếm này của Diệp Phàm. Rắc rắc rắc. Khi tấm chắn phòng ngự của Thác Bạt Thông và kiếm của Phàm va chạm với nhau, tấm chắn phòng ngự nổ tung, điên cuồng lùi về sau. Sắc mặt của Thác Bạt Thông cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ uy lực một kiếm này của Diệp Phàm lại mạnh như vậy. Thác Bạt Thông bộc phát lực lượng huyết mạch và lực lượng nguyên thần, thi triển đòn tấn công nguyên thần. Hồn thứ. Diệp Phàm vận chuyển hồn quyết, thi triển ra hồn thứ, hồn lực hóa thành gai nhọn bắn ra từ trong linh hải. Hồn thứ này còn mạnh hơn lần trước, thế không thể đỡ, va chạm mạnh với lực lượng nguyên thần của Thác Bạt Thông.
Lực lượng nguyên thần của Thác Bạt Thông đã bị hồn thứ phá hủy, mặc dù linh hồn của ông ta lột xác thành nguyên thần, nhưng hiện giờ Diệp Phàm đã thức tỉnh linh hải, lực linh hồn tăng vọt, cộng thêm hồn kỹ hồn thứ nên lực lượng nguyên thần thất trọng của Thác Bạt Thông không thể cản nổi hồn thứ này. Lúc này hồn thứ lao về phía Thác Bạt Thông, ông ta thúc giục toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng chặn được hồn thứ. Nhưng nguyên thần lại bị thương, hộc máu, sau đó cả người ông ta bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Thác Bạt Thông bay ra xa mấy chục mét, nửa quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch. Cha! Thác Bạt Hằng thấy cha mình bị thương thì hét lên. Phụt! Nhưng không ngờ tiếng hét này trở thành câu nói cuối cùng trên đời này của hắn ta. Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Thác Bạt Hằng, đâm xuyên qua ngực của hắn ta, máu bản tứ tung. Thác Bạt Hằng nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ầm, kiếm của Diệp Phàm bộc phát ra một ngọn lửa, đây chính là phần diễm, điên cuồng đốt cháy thân thể của Thác Bạt Hằng. Diệp Phàm muốn nghiền nát xương tên này thành tro, hoàn toàn hủy diệt sự tồn tại của hắn ta. Hằng Nhi, Thác Bạt Thông nhìn thấy con trai mình chết thảm, đau lòng kêu lên một tiếng, rồi lại phun ra một ngụm máu. Những người khác có mặt ở đây đều chết lặng. Giết, giết hắn. Thác Bạt Thông hét lớn, chỉ vào Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Soạt, soạt, soạt. Tất cả cường giả của tộc Thác Bạt đều lao về phía Diệp Phàm, người nào cũng vung linh khí lên rồi thi triển các tuyệt kỹ khác nhau để tấn công hắn. Còn Diệp Phàm thì cầm kiếm và kích hoạt tứ đại kim đan, chân nguyên liền bộc phát không ngừng. Lĩnh vực song trọng. Đám cường giả lại sửng sốt khi thấy Diệp Phàm thi triển lĩnh vực song trọng. Cùng lúc lĩnh ngộ hai lĩnh vực khác nhau không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Nghiêm Kiêu nhìn Diệp Phàm, ánh mắt chợt lóe lên. Phồng phập phồng phập. Lúc này, Diệp Phàm đã hóa thành sát thần, lao vào chém giết điên cuồng. Hễ là người Thác Bạt xông tới trước mặt hẳn đều bị một kiếm chém chết, sau đó bị phần diễm nuốt chửng, không còn sót lại một mảnh xương nào. Chẳng mấy chốc, hàng trăm thành viên của tộc Thác Bạt hùng mạnh đều chết thảm, bao gồm cả hộ pháp, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Soạt. Trong lúc Diệp Phàm đang đối phó với người của tộc Thác Bạt thì Nghiêm Kiêu đi thẳng đến trước mặt Đường Sở Sở, muốn bắt lấy cô. Dừng lại. Diệp Phàm đã chú ý tới hành động của Nghiêm Kiêu, hắn tức giận quát lên một tiếng rồi lao thẳng về phía đó. Vùn vụt. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đến phía sau hắn ta, đang định rút kiếm thì Nghiêm Kiêu đột nhiên xoay người, hét lớn một tiếng rồi đấm thẳng vào người Diệp Phàm. Bùm. Cú đấm của hắn ta giống như núi lửa phun trào. Bộc phát ra sức mạnh dung nham giận dữ, giống như một quả bom hạt nhân nổ tung, ngọn lửa quái dị muốn nuốt chửng lấy Diệp Phàm. Đám người nhìn thấy công kích của Nghiêm Kiêu, trong lòng đều run lên, âm thầm kinh hãi. Đòn tấn công này đã đạt tới sức mạnh của nguyên thần cảnh tầng thứ 9, thế nhưng ngư triển nó lại là một người trẻ tuổi, thật không thể nào tin được. Thiên tài của thế giới cao cấp này quả nhiên rất đáng sợ. Tuy thằng nhóc đó rất lợi hại, nhưng so với đại đệ tử ngoại môn của Viêm Tông vẫn còn kém xa. Viêm Tông là đại tông môn có 3 thiên tài nằm trong top 200 của yêu nghiệt bảng, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng vượt xa người khác. Thủ lĩnh của các thế lực lớn ở thông thiên giới lần lượt thở dài. Lúc này, Nghiêm Kiêu chợt cười lạnh, đòn tấn công vừa rồi của hắn ta nhằm vào Đường Sở Sở chỉ là giả vờ, mục đích thực sự của hắn ta chính là đối phó với Diệp Phàm. Một yêu nghiệt như Diệp Phàm phải để đại đệ tử ngoại môn của Viêm Tông là hắn ta ra tay mới được. Mà Nghiêm Kiêu tin rằng một chiêu này của hắn ta cho dù không giết được Diệp Phàm, nhưng cũng đủ để khiến hắn trọng thương. Suy cho cùng, uy lực đòn tấn công này kết hợp với linh hỏa hắn ta tu luyện cũng đủ để giết chết nguyên thần cảnh tầng thứ 9. Hắn ta cũng dựa vào chiêu thức này để đứng thứ 289 trong yêu nghiệt bảng, nên hắn ta vô cùng tự tin. Nhưng chẳng bao lâu, Nghiêm Kiêu đã bị tát vào mặt. Khi ngọn lửa dần tiêu tán, thân hình Diệp Phàm lại hiện ra, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, thân thể không hề hấn gì, một chút cũng không sao. Sao có thể thế được? Sắc mặt Nghiêm Kiêu thay đổi, hoài nghi nhìn Phàm. Muốn giết tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm khinh thường nói. Bùm! Sau đó hắn tung một quyền đánh Nghiêm Kiêu, hắn không hề dùng kiếm, nhưng uy lực của cú đấm này cũng không kém gì. Bây giờ sức mạnh thân thể của Diệp Phàm đã đạt đến đỉnh cao, kết hợp với các sức mạnh khác trong cơ thể hắn, cũng đủ để rung chuyển cả thiên địa. Sắc mặt Nghiêm Kiêu chợt ngưng trọng, vội vàng dùng hết sức lực để chống lại cú đấm của Diệp Phàm, kết quả chưa đầy nửa giây đã bị thổi bay, rơi xuống đất, bay xa mấy chục mét mới dừng lại, rồi điên cuồng hộc máu.
Sau thất bại của Nghiêm Kiêu, bầu không khí dòng tộc Thác Bạt càng trở nên ám đạm. Nghiêm Kiêu lấy ra mấy viên đan dược, nhanh chóng uống vào để chữa trị vết thương trên người, đồng thời sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt khiến người ta phải rùng mình. Tôi bây giờ với tư cách là đại đệ tử ngoại môn của Viêm Tông tuyên bố, hôm nay ai giết được hắn, người đó sẽ được sự ưu ái của Viêm Tông. Nghiêm Kiêu tàn nhẫn hét lên. Bùm! Vừa dứt lời, tộc trưởng của 6 gia tộc cổ xưa, tất cả cường giả của thông thiên giới và những thế giới khác có mặt ở đó đều bị sửng sốt, bọn họ đều liếc nhìn Diệp Phàm. Nhận được sự ưu ái của Viêm Tông tương đương với việc dựa vào một cây đại thụ vậy. Đây chắc chắn là một sự cám dỗ khó cưỡng đối với những thế lực cường giả ở thế giới trung cấp. Nhưng ai cũng thấy rõ sự lợi hại của Diệp Phàm, vậy nên ai có thể giết hẳn chứ? Hôm nay kẻ nào không ra tay thì kẻ đó sẽ là kẻ thù của Viêm Tông. Nghiêm Kiêu lại hét lên một tiếng, lời nói của hắn. Ta đã bức bách thủ lĩnh của các thế lực lớn có mặt ở đây phải đưa ra quyết định. Bùm bùm bùm. Lúc này tộc trưởng của 6 gia tộc cổ xưa và những cường giả của các gia tộc tộc khác dẫn đầu bộc phát sức mạnh đáng sợ, đồng thời thi triển các công pháp, vung linh khí lên và tấn công về phía Diệp Phàm. Lập tức, người của các thế lực khác cũng lao thẳng vào hẳn, thi triển đủ các loại chiêu thức. Tổng số cường giả có mặt ngày hôm nay đã vượt 1.000 người, thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến hợp đạo cảnh. Đám cường giả này đồng loạt ra tay, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi. Hẳn trực tiếp sử dụng long tượng bàn nhược công, ngay lập tức từng đợt tiếng gầm rú của rồng và voi từ trong người hẳn vang lên, những tia sáng rực rỡ bao phủ toàn thân hắn, trên bầu trời cũng xuất hiện những con rồng và voi khổng lồ. Tổng cộng có 50 con rồng và 80 con voi. Mỗi con đều có sức mạnh của thiên địa và toát ra uy lực khủng khiếp. Trong thời gian điên cuồng tu luyện này, Diệp Phàm đã ngưng tụ sức mạnh của 50 con rồng và 80 con voi. Thậm chí lĩnh ngộ của hẳn về long tượng bàn nhược công cũng đã đạt đến một tầm cao mới, khiến sức mạnh của rồng và voi còn cường đại hơn trước. Cảnh tượng chấn động này lập tức khiến hơn ngàn cường giả đang lao về phía hẳn phải chết lặng. Chết! Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo hét lên một tiếng, sau đó tất cả những con voi và rồng trên bầu trời đều lao về phía đám cường giả này. Bùm bùm bùm! Lúc này, đòn tấn công của đám cường giả và sức mạnh cơ thể, rồng voi của Diệp Phàm va chạm vào nhau. Tạo ra một vụ nổ cực kỳ kinh hoàng, năng lượng cuồn cuộn quét qua toàn bộ tộc Thác Bạt. Tộc Thác Bạt trong nháy mắt bị tiêu diệt thành đống đổ nát, nhiều thành viên của gia tộc này cũng bị chôn vùi. Đòn tấn công kéo dài hơn 10 phút, năng lượng kinh khủng đến mức chấn động toàn bộ thông thiên giới, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Soạt! Lúc này, một ông lão có râu và lông mày trắng đột nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ bằng một cái phất tay, ông ta đã xóa sạch tàn dư của những năng lượng còn sót lại. Nếu không toàn bộ tộc Thác Bạt sẽ chẳng còn tồn tại. Người này chính là lão tổ của tộc Thác Bạt. Soạt, soạt, soạt. Cùng lúc đó, trong khoảng không xa xa, có 10 người chợt xuất hiện, bọn họ đều là những ông già có râu và lông mày bạc phơ, trên người không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, tựa hồ như đang hòa quyện với trời đất vậy. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị. Họ là lão tổ của 6 gia tộc cổ xưa và một vài đại tông môn khác. Rất nhanh, tất cả năng lượng đáng sợ cuối cùng cũng tiêu tần, bóng dáng Diệp Phàm dần hiện ra, hắn đứng đó với vẻ mặt lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đã kiệt sức. Hơn ngàn cường giả, bây giờ chỉ còn lại không đến 10 người, thế nhưng người nào cũng ngã xuống đất, hiển nhiên đã bị trọng thương. Bọn họ là tộc trưởng của mấy gia tộc cổ xưa và thủ lĩnh của một vài đại tông môn. Bọn họ đã dựa vào những bí kíp công pháp của riêng mình để sống sót. Lúc này, sắc mặt Nghiêm Kiêu và Thác Bạt Thông cực kỳ khó coi, còn lão tổ tộc Thác Bạt Tổ và 10 lão tổ các gia tộc khác đều nhìn vẻ phía Diệp Phàm. Không ngờ một yêu nghiệt như cậu lại xuất hiện ở thông thiên giới. Lão tổ tộc Thác Bạt lạnh lẽo nói. Lão tổ, hắn đã giết con trai của con, mong ngài hãy lấy lại công bằng cho con trai con. Thác Bạt Thông nhìn lão tổ rồi hét lên. Lão tổ, giết hắn đi. Lúc này, những tộc trưởng của các gia tộc cổ xưa khác cũng đã hét lên với lão tổ của mình. Bây giờ bọn họ đã kết thù oán với Diệp Phàm, hơn nữa tất cả cường giả trong tộc của họ đều đã bại trận, cho nên Diệp Phàm nhất định phải chết. 6 lão tổ của các gia tộc cổ xưa và 4 thủ lĩnh của đại tông môn đều toát ra hơi thở lạnh lẽo. Điều này khiến toàn bộ thông thiên giới dường như bị phong tỏa, ngay cả linh khí của trời đất cũng bị đóng băng. Chàng trai, lão phu thấy thiên phú của cậu rất khá, vậy nên chỉ cần cậu chịu quỳ xuống đầu hàng,
lão phu có thể tha mạng cho cậu. Lão tổ tộc Thác Bạt nhìn Diệp Phàm và hét lên với vẻ uy nghiêm. Muốn tôi quỳ sao, đừng mơ. Diệp Phàm khinh thường nhìn ông ta một cái, sau đó lanh lẽo nói, muốn đánh thì đánh đi. Muốn đánh thì đánh nhanh lên. Khi Diệp Phàm đưa ra tuyên bố đầy khí thế anh hùng này, đã khiến tất cả những người có mặt ở đây đều bị sốc. Lão tổ tộc Thác Bạt và 10 vị lão tổ có cấp bậc lão khác đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt tỏ ra ngưỡng mộ. Khi đối mặt với chúng tôi mà không hề tỏ ra sợ hãi, chàng trai trẻ, sự dũng cảm của cậu thực sự khiến chúng tôi ấn tượng. Lúc này, lão tổ của huyền tộc một trong 7 gia tộc cổ xưa của thông thiên giới nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng vuốt râu nói, tuy nhiên, chỉ có sự dũng cảm thì chưa đủ, còn phải biết đánh giá tình hình, có câu kẻ thức thời mới là Giang Tuấn Kiệt, cậu. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Phàm không đợi lão tố huyền tộc nói xong đã dùng kiếm chém thẳng về phía đối phương. Kiếm quang màu đỏ máu đáng sợ bẩn ra từ không trung, xé rách bầu trời, chém về phía lão tố của huyền tộc, vẻ mặt của ông ta vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng phất tay, một đạo trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp phá hủy kiếm quang của Diệp Phàm. Nhóc con, nếu cậu đã không biết điều, vậy thì hôm nay không thế để cậu sống tiếp nữa. Lão tổ của tộc Thác Bạt nhìn Diệp Phàm, hét lên với vẻ uy nghiêm. Một giây tiếp theo, một cỗ áp lực vô thượng bộc phát từ trên người lão tổ của tộc Thác Bạt, áp về phía Diệp Phàm. Cỗ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ, khác hẳn với uy nghiêm của các cường giả khác, dường như chứa đựng đại đạo âm dương của trời đất, áp chế cơ thể Diệp Phàm liên tục lùi về phía sau. Âm dương cảnh. Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Thực lực của lão tổ tộc Thác Bạt này rõ ràng đã tiến vào âm dương cảnh. Sau khi đạt đến nguyên thần cảnh, muốn đột phá thì phải hiểu rõ trời đất, dung hợp hai khí âm dương rồi cuối cùng đạt tới âm dương cảnh. Cường giả âm dương cảnh thì có thể điều khiển âm dương trong trời đất, có thể hô mưa gọi gió, thay đổi sắc thái của trời đất. Đạt đến cảnh giới này đã bắt đầu hướng đến sự biến đổi thành thiên nhân, dần dần siêu thoát khỏi phàm nhân. Rầm rầm rầm. Lúc này, mấy vị lão tổ còn lại đều phóng thích uy thế âm dương đáng sợ, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Bọn họ đều là cường giả âm dương cảnh, với địa vị và thực lực của bọn họ, tự mình ra tay với Diệp Phàm sẽ làm mất đi thân phận của bọn họ nên bọn họ đã trực tiếp huy động áp lực, muốn nghiền nát Diệp Phàm một cách triệt để. Vào lúc này, 11 cường giả âm dương cảnh đồng thời bộc phát ra uy lực âm dương đáng sợ, khí âm dương vô tận đều hướng về Diệp Phàm để áp chế hẳn. Trong phút chốc, bầu trời rung chuyển, sấm sét vang dội, gió gào thét, trời đất biến so. Lúc này, mọi người trong thông thiên giới đều chấn động. Cường giả âm dương cảnh hiếm khi xuất hiện, huống chỉ là hơn 10 cường giả âm dương cảnh đồng thời xuất hiện và cùng nhau ra tay, hình ảnh này đúng là chưa từng có. Vào lúc này, Diệp Phàm đổi mặt với sự trấn áp của 11 cường giả âm dương cảnh, trong mắt hẳn lóe lên một tia lạnh lùng, từng tia sáng màu vàng bắn ra từ trên người hẳn, hóa thành 18 La Hán kim thân trên không trung. Trước đó, Diệp Phàm lĩnh hội Phật đạo trong chùa Vạn Phật, đồng thời lĩnh hội được một loại phép thần thông của Phật môn, chính là La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân là một thần thông cực kỳ cường đại trong Phật đạo, một khi lĩnh hội được, có thể hóa thân thành La Hán, nhận được lực lượng Kim Thân. Mà Diệp Phàm không chỉ lĩnh ngộ La Hán Kim Thân, hơn nữa còn có thể cùng một lúc kích hoạt 18 La Hán Kim Thân, ngay cả 18 La Hán Kim Thân này cũng ẩn chứa một tỉa chân ý của Phật Pháp, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Khi 18 La Hán Kim Thân bộc phát đã bao quanh Diệp Phàm, giống như 18 vị Phật tổ giáng thế mạnh mẽ chống lại uy nghiêm của 11 cường giả âm dương cảnh này, toàn bộ bầu trời đều bị hủy diệt, trực tiếp nổ tung. Vào lúc này, ánh mắt 11 vị lão tổ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại còn là người của Phật đạo, hơn nữa còn lĩnh ngộ được thần thông của Phật đạo cường đại như vậy sao? Lúc này, mấy vị lão tổ liên tục kinh ngạc khi nhìn Diệp Phàm. Muốn đổi phó tôi, các người còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm đứng đó, lạnh lùng hét lên. Tự cao tự đại. Câu này của hẳn đã chọc giận 11 vị lão tổ, mỗi người đều sử dụng công pháp của mình, uy lực âm dương đột nhiên tăng lên, từng tia khí âm dương trong cơ thể bọn bọ bẩn ra, tất cả đều tấn công về phía Diệp Phàm. Khí âm dương này còn đáng sợ hơn cả linh khí trời đất, thậm chí có thể luyện hóa vạn vật trong trời đất. Khi 11 cường giả âm dương cảnh này đồng thời kích hoạt khí âm dương, lực lượng của 18 La Hán Kim Thân của Diệp Phàm không ngừng bị luyện hóa. Diệp Phàm nheo mắt lại, tiếp tục kích hoạt La Hán Kim Thân, đồng thời bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể để gắng gượng chống lại những cường giả âm dương cảnh này.
Không lâu sau, Diệp Phàm huy động toàn bộ lực lượng để chiến đấu chống lại 11 vị lão tổ của thông thiên giới này, lực lượng của hai bên không ngừng va chạm với nhau, tiếng sấm vang lên đầy trời. Lúc này, ánh mắt Nghiêm Kiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, vết thương của hắn ta gần như đã hồi phục, một vũ khí sắc bén xuất hiện trong tay hắn ta, bản thẳng về phía Diệp Phàm. Đi chết đi! Nghiêm Kiêu quát lên, cơ thể hắn ta lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, cầm vũ khí đâm vào người Diệp Phàm. Keng! Kết quả, vũ khí của Nghiêm Kiêu đâm vào nhân đạo hộ giáp, phát ra một tiếng keng, cũng không đâm xuyên qua cơ thể Diệp Phàm. Lại còn có hộ giáp phòng ngự để bảo vệ cơ thể. Ánh mắt Nghiêm Kiêu lóe lên một tia lạnh lùng, hắn ta kích hoạt công pháp trong cơ thể, một đám ngọn lửa đáng, sợ bộc phát, tấn công về phía Diệp Phàm. Vẻ mặt của Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, phần diễm trong cơ thể bùng phát ra ngoài. Trong nháy mắt, ngọn lửa do Nghiêm Kiêu bùng phát đã bị phần diễm nuốt chửng, hắn ta bị phần diễm đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, đập mạnh xuống đất nôn ra máu, toàn thân bị bỏng trên diện rộng. Khốn nạn! Nghiêm Kiêu hét lên với vẻ mặt hung dữ. Nhìn chằm chằm vào 11 cường giả âm dương cảnh gầm lên, bây giờ tôi lấy thân phận độ tử của Viêm Tông, tôi ra lệnh cho các người, giết hẳn cho tôi, giết hắn. Nghe Nghiêm Kiêu nói vậy, 11 cường giả âm dương cảnh nhíu mày, với thân phận của bọn họ bây giờ bị một hậu bối ra lệnh như vậy, đương nhiên trong lòng sẽ thấy bất mãn, nhưng nghĩ đến thân phận của Nghiêm Kiêu, bọn họ lại nhìn xuống, đồng thời liếc nhìn Diệp Phàm, không nương tay nữa, có ý định thẳng tay giết hẳn. Tuy rằng bọn họ là cường giả âm dương cảnh, nhưng trong mắt các tông môn ở thế giới cấp cao, bọn họ lại chẳng là gì cả. Vì vậy, dù không hài lòng với thái độ của Nghiêm Kiêu, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo lệnh của hắn ta. Ầm ầm, 11 cường giả âm dương cảnh này đồng thời tấn công, bộc phát lực lượng đủ để tiêu diệt hơn phân nửa thông thiên giới. Bọn họ phá hủy 18 La Hán kim thân của Diệp Phàm ngay tại chỗ, hẳn dùng hết toàn lực để chống cự nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Diệp Phàm bay xa mấy chục mét, rơi xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, nếu không có nhân đạo hộ giáp bảo vệ, có lẽ hắn đã biến thành bột phấn. Quả nhiên là cường giả âm dương cảnh. Diệp Phàm lau máu trên khóe miệng, lạnh lùng hét lên. Chết! 11 người đồng thời hét lên với Diệp Phàm, mỗi người thì triển ấn riêng, huy động khí âm dương trên người mình, biến thành một sát chiêu vô thượng, lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tập trung ánh mắt, trực tiếp kích hoạt Tử Vĩ Đế Quyết. Triệu hồi sao tử vi. Tử vi đế khí khổng lồ bộc phát từ trên người Diệp Phàm, tạo thành một uy thế đế vương không gì có thể so sánh được, trấn áp toàn bộ hiện trường, sao tử vi trên không trung giáng xuống từng tia sáng màu tím vào trong cơ thể Diệp Phàm, không ngừng tăng cường sức chiến đấu của hắn. Đó là sao tử vi. Khi đám lão tổ này nhìn thấy sao tử vi trên không trung, lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, nói với vẻ không thể tin được, vậy mà cậu lại có được mệnh cách đế tinh sao? Lúc này, sắc mặt của Nghiêm Kiêu và Thác Bạt Thông đều thay đổi, bọn họ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Bọn họ không thể tin được vậy mà tên này lại có mệnh cách đế tính, đây là một trong những mệnh cách cường đại nhất trong trời đất. Người có mệnh cách này sinh ra để làm vua, có được khí vận cực lớn, đế ấn. Nhưng Diệp Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của những người này, hắn trực tiếp thi triển tuyệt kỹ trong Tứ Vĩ Đế Quyết, dùng hai tay kết ấn. Tập trung lực lượng của tử vi đế khí vào trong đó, hóa thành một đạo ấn vàng khổng lồ ầm ầm đánh ra. Khi một ấn này đánh ra, hình ảnh của một vị đế vương mơ hồ hiện ra trong hư không, đánh về phía 11 cường giả âm dương cảnh này. Sắc mặt của 11 người này thay đổi, huy động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, không dám giữ lại gì, điên cuồng ra tay chống lại đế ấn này. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, lực lượng của hai bên không ngừng va vào nhau. Năng lượng bùng nổ chấn động toàn bộ thông thiên giới, thậm chí còn kinh động các thế giới khác bên ngoài thông thiên giới. Uy lực của đòn đánh này đã tiêu diệt toàn bộ tộc Thác Bạt, những người khác có mặt ở đây đều bị đánh bay ra ngoài, ai cũng bị thương nặng. Phụt phụt phụt. Dưới đòn này, cơ thể của 11 lão tổ âm dương cảnh lùi về phía sau, mỗi người đều nôn ra máu và bị thương rất nặng. Đế ấn. Nhưng Diệp Phàm không hề nói thêm gì, hẳn lại kích hoạt đế ấn. Điên cuồng kích hoạt tử vi đế khí đánh ra. Ầm ầm. Lúc này, 11 vị lão tổ âm dương cảnh không thúc đẩy bí pháp cấm thuật đế chống lại đòn tấn công này, tiếng sấm sét lại vang lên không dứt bên tai. Phụt phụt. Lúc này, bởi vì Diệp Phàm liên tục thi triển sát chiêu, tử vi đế khí trong cơ thể cạn kiệt, phải chịu phản phệ, phun ra máu. Lần này,
cho dù 11 vị lão tổ âm dương cảnh đã thi triển bí pháp cấm thuật nhưng vẫn không thể chống đỡ được uy lực của đệ ấn, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, từng người ngã trên mặt đất, điên cuồng nôn ra máu, lục phủ ngũ tạng trên người đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau, thậm chí còn ảnh hưởng đến căn nguyên. Diệp Phàm lại hét lên, phần diễm trong cơ thể hắn phóng ra, tấn công về phía 11 người này. Giờ phút này, 11 người này đã không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần diễm rơi xuống người mình, sau đó trơ mắt nhìn cơ thể mình bị đốt cháy. Bọn họ lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết, nguyên thần phóng ra khỏi cơ thể, lao vẽ phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy nguyên thần của bọn họ lao vẽ phía mình, không hề sợ hãi, hẳn vận chuyển hồn quyết, thì triển hồn châm để tấn công. Một tiếng nổ lớn vang lên, nguyên thần của 11 vị lão tổ âm dương cảnh đều bị hồn châm phá hủy. Thân xác của bọn họ đã bị hủy, nguyên thần cũng bị tổn hại rất lớn, nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Cứ như vậy, 11 lão tổ của các tông môn gia tộc, cố xưa có cấp bậc âm dương cảnh đều chết dưới tay Diệp Phàm. Lão tổ. Lúc này, Thác Bạt Thông kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phụt phụt. Khi Thác Bạt Thông ngừng kêu la, Diệp Phàm đã xông tới trước mặt ông ta, dùng kiếm chém đầu ông ta, đồng thời hủy diệt nguyên thần của ông ta, khi nguyên thần bị hủy diệt, không có khả năng sống nữa. Đến lượt anh. Cùng với cái chết của Thác Bạt Thông, Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt về phía Nghiêm Kiêu, trong mắt hắn lóe lên sát ý, định ra tay lần nữa, nhưng lúc này, từ trên bầu trời, một giọng nói uy nghiêm vang lên, thẳng nhãi danh, người của Viêm Tông, sao có thể để câu muốn giết là giết. Khi giọng nói uy nghiêm vang lên, hư không rung chuyển, một lão giả bước ra từ hư không, khoác trên mình chiếc áo bào đỏ, toát ra uy áp vô thượng. Đôi mắt của lão giả lóe lên tia lửa, như có ngọn lửa đang nhảy múa. Sư tôn, cứu con với. Thấy lão giả này xuất hiện, Nghiêm Kiêu hưng phấn hét lên, đồng thời nhìn Diệp Phàm cười lớn, ha ha ha, danh con, cậu không có cơ hội giết tôi đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Kiêu, đang muốn dùng kiếm chém hắn ta. Sắc mặt lão giả mặc áo bào đỏ lạnh lùng, đánh ra một chưởng, một cỗ lực lượng khủng bố đánh lên người Diệp Phàm, đánh bay hắn ra ngoài. Phụt phụt. Diệp Phàm tay cầm tu la kiếm bay ra ngoài, hắn đập xuống đất điên cuồng nôn ra máu. Lúc này, lão giả bước tới, sắc mặt uy nghiêm nhìn Diệp Phàm, thằng nhãi danh này thật to gan, dám giết đệ tử của lão phu, muốn chết à? Lão giả dữ tợn hét lên, ông ta lại vung tay lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh vào Diệp Phàm khiến hắn lại bay ra ngoài lần nữa. Phụt phụt. Diệp Phàm điên cuồng nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị thương nặng, tuy nhiên có nhân đạo hộ giáp bảo vệ nên tạm thời hẳn vẫn có thể cầm cự. Sư phụ, giết hắn đi. Nghiêm Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hét lên với lão giả kia, đối phương chính là sư tôn Viêm Đình của hắn ta, đồng thời cũng là đệ nhất trưởng lão ngoại môn của Viêm Tông. Mạng cũng trâu thật. Viêm Đình thấy Diệp Phàm nhận được hai đòn tấn công của ông ta nhưng vẫn còn sống, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, ông ta lại đánh ra một chưởng, mà một chưởng lần này của ông ta lại kết hợp với một quả cầu lửa cực nóng, mơ hồ chứa đựng khí tức hủy diệt giống như một quả bom hạt nhân. Lúc này Viêm Đình tung ra một chưởng, quả cầu lửa lao thẳng về phía Diệp Phàm, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Diệp Phàm nheo mắt lại, trực tiếp hét lên, đế tượng. Đột nhiên, Diệp Phàm điên cuồng huy động lực lượng của sao tử vi. Ngưng tụ thành một hình ảnh đế, vương uy nghỉ trước mặt, chống lại quả cầu lửa. Tiếng nổ vang lên, hình ảnh đế vương vỡ vụn, Diệp Phàm một lần nữa bị hất văng ra ngoài, điên cuồng nôn ra máu, nhưng vẫn chưa chết. Quả nhiên là chủ nhân của tử vi đế tinh, mạng dai thật. Nhưng lão phu lại muốn xem cậu có thể kiên trì được bao lâu. Viêm Đình khinh thường hét lên, ông ta lại vung tay lên, một trường lửa khổng lồ lại xuất hiện giữa không trung, che khuất bầu trời. Ngọn lửa bùng bùng như một ngọn núi lửa, muốn chấn áp Diệp Phàm. Ngay khi một chưởng của Viêm Đình đánh xuống, Đường Sở Sở đột nhiên gầm lên. Khi Đường Sở Sở hét lên, những cây kim bạc đâm vào chín huyệt đạo lớn trên cơ thể cô của Diệp Phàm rung lên dữ dội, đồng loạt bị bản ra ngoài. Sở Sở. Khi Diệp Phàm nhìn thấy điều này, vẻ mặt của hắn đã thay đổi. Vào lúc này, vậy mà Đường Sở Sở lại cưỡng ép đảo ngược kinh mạch, phá hủy kim bạc của Diệp Phàm khiến toàn bộ lực lượng của cô bộc phát. Cưỡng bức đảo ngược kinh mạch sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ khiến kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Đường Sở Sở lại hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, sau khi phá vỡ kim bạc,
cô lao tới, đối đầu trực diện với một trưởng của Viêm Đình. Vào lúc này, Đường Sở Sở trông rất dữ tợn, sát khí bừng bừng, mái tóc bạc phơ tung bay trong gió như một nữ ma đầu đương thời, không gì cản nổi. Khi Viêm Đình nhìn thấy Đường Sở Sở, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ầm, tiếng nổ vang dội vang lên, Đường Sở Sở phá hủy một trưởng nóng rực khổng lồ này, nhưng bản thân cũng phun ra máu. Không ngờ hôm nay ở đây, không chỉ gặp được chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, mà còn gặp được kẻ nhập ma vạn năm không xuất hiện, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Viêm Đình nhìn Đường Sở Sở lạnh lùng nói, trong khi đôi mắt đầy sát khí của đối phương nhìn ông ta, lao thẳng về phía ông ta. Hừ, cho dù cô đã nhập ma, nhưng trước mặt lão phu vẫn chẳng là gì cả. Lúc này, Viêm Đình nhìn Đường Sở Sở với vẻ khinh thường, ông ta lại đánh ra một trường, Đường Sở Sở bị đánh bay thẳng ra ngoài. Phụt phụt, Đường Sở Sở bay ra ngoài, miệng nôn ra máu. Sở Sở, Diệp Phàm hét lên với Đường Sở Sở, đối phương lại bò dậy từ trên mặt đất. Ngay lập tức, máu trong cơ thể Đường Sở Sở đột nhiên sôi lên, cơ thể tản ra một tia khí tức lạnh lùng và cuồng bạo. Không được, Diệp Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, hắn hét lên với Sở Sở. Còn Đường Sở Sở thì trực tiếp cưỡng ép đốt cháy huyết mạch của mình để đạt được lực lượng cường đại. Nhưng hậu quả của việc này là huyết mạch của cô sẽ không còn tồn tại nữa, thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thật đáng tiếc, huyết mạch cửu phẩm mà lại vô dụng như thế. Viêm Đình nhìn Đường Sở Sở lắc đầu. Đường Sở Sở lại lao vẽ phía Viêm Đình, lực lượng trên người lại tăng lên hàng chục lần so với trước đó, nhưng thực lực bây giờ của cô vẫn không đáng để nhất trưởng lão ngoại môn của Viêm Tông phải để. Phụt phụt, Đường Sở Sở lại bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng nôn ra máu. Sau đó, trên người cô lại tỏa ra một luồng khí tức cuồng bạo, cô bắt đầu đốt cháy tinh huyết của chính mình, bao gồm cả sinh lực của cô. Vào lúc này, Đường Sở Sở đã hoàn toàn phát điên, đốt cháy toàn bộ lực lượng huyết mạch, tinh huyết và sinh lực để có được lực lượng cường đại. Mặc dù bây giờ Đường Sở Sở đã mất đi lý trí, nhưng vì tình yêu mãnh liệt dành cho Diệp Phàm, theo bản năng cô không muốn Diệp Phàm xảy ra bất cứ chuyện gì, vì vậy cô sẽ cố gắng hết mình. Chính vì tình yêu này mà khiến cho Đường Sở Sở đã nhập ma, vẫn đốt cháy hết huyết mạch, tinh huyết và sinh lực của mình, chỉ để đổi lại là Diệp Phàm còn sống. Cái giá phải trả cho việc làm này là Đường Sở Sở sẽ hoàn toàn bước vào địa ngục, không có đường quay lại. Không. Thấy Đường Sở Sở đốt cháy toàn bộ tinh huyết và sinh lực của mình, Diệp Phàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, chảy ra những giọt nước. Mắt pha lẫn máu, trong lòng tràn ngập sự đau đớn và bất lực vô tận. Trong sự bi phẫn tột cùng, một luồng khí lạnh toát ra từ cơ thể Diệp Phàm, mang theo hơi thở của sự chết chóc. Từng luồng khí thể màu xám từ trong cơ thể Diệp Phàm phóng ra, quét qua cơ thể hắn, luồng khí thế màu xám này là năng lượng màu xám mà người bảo vệ bí cảnh của Diệp tộc trước đây đã đưa vào cơ thể, hắn. Khi luồng khí thể màu xám được giải phóng, không gian xung quanh Diệp Phàm vỡ vụn, khí tức tử vong trên người hắn ngày càng đậm hơn. Lúc này, đôi mắt của Diệp Phàm biến thành màu xám chết chóc. Không có chút cảm xúc nào, giống như đôi mắt của một người chết, khiến người ta rùng mình. Nhưng không ai chú ý đến sự thay đổi của Diệp Phàm, Viêm Đình và Nghiêm Kiêu đều nhìn chăm chăm Đường Sở Sở. A, Đường Sở Sở lại gầm lên, mái tóc trắng tung bay, khuôn mặt lập tức đầy nếp nhăn, cả người đột nhiên như già đi mấy trăm tuổi, bước vào tuổi già. Vào lúc này, Đường Sở Sở đốt cháy tinh huyết và sinh lực đến mức cực hạn, kết quả là cô thu được lực lượng khổng lồ, lại lao về phía Viêm Đình. Thật sự là điên rồi. Nhìn hành vi điên cuồng của Đường Sở Sở, Viêm Đình nhíu mày, không dám chủ quan nữa, hai tay kết ấn, toàn bộ lực lượng trên người ông ta điên cuồng bộc phát ra ngoài, đánh về phía Đường Sở Sở. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hai đòn tấn công va vào nhau, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Năng lượng khổng lồ tràn ra, hủy diệt tất cả người và vật trong bán kính hàng vạn dặm, bao gồm cả những đỉnh núi nơi tộc Thác Bạt trú ngụ. Nghiêm Kiêu đang trốn sau lưng của sư tôn mình mới may mắn sống sót. Một đòn này kéo dài hơn 10 phút. Phụt phụ. Lúc này Viêm Đình phun ra máu, không ngừng lùi về phía sau, hiển nhiên là bị một đòn hy sinh tính mạng của Đường Sở Sở đánh bị thương khá nặng. Sau khi huyết mạch, tinh huyết và sinh lực trên người Đường Sở Sở cạn kiệt, cả người cô ngã xuống đất, giống như một bông hoa héo, sắp bị chôn vùi hoàn toàn trong thế gian. Lúc này, một bóng người lao về phía Đường Sở Sở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.